Thậm chí phía sau hôm nay đang để cái thuốc sinh của sư đoàn 128. Nói là về mục đích là giảm sức lao động của người nữ để lau sàn thông minh, sau đó dùng từ phía xa để ngồi ở một chỗ bất không phải đi lại như thủ công. Về cấu trúc thì ở đây gồm một bàn khu bụi và hai đĩa lau, dùng điều khiển từ xa có thể ngồi ở một chỗ điều khiển được. Lao bảng đây chỉ để tiện lao bảng thì phải có hệ thống nam châm nữa. Để gian không dương không đủ em. Đấy. Đây đường đi chỉ đôn này đấu không quay được về chỉ chạy rồi. Bình nhiệt. Rồi em chờ số lúc của em hoạt động đi. Lâu lưu cái bảng, nhưng mà cái đặc biệt cho lâu lưu được. Lâu bảng.